Chào các bạn, quay lại đến với Shakido Ngozum. Hôm nay thì đã có một skill mới nhất, đó chính là Mangi Witch, nhiều ước kỳ diệu. Chúng ta sẽ phải thu thập để tiền đồ trang sức, đồ trang sức của đại để có thể mở khóa. Hai nhân vật đó chính là Zenie và Vokijie Angela. Mà hai trang phục ấy thôi, Zenie và Vokijie. Nhân vật đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng Zenie Angela. Zenie. Ba, hai, một, bắt đầu. Xong rồi. Bắt đầu thôi. Thank you.
thế giới dung nham. Hay còn gọi là thế giới thành phố mất tích. Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc phần dừng đến đây. Nếu nào thấy video này thì hãy đăng ký kênh của mình. Mình sẽ làm video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trên những tập tiếp theo. Tạm biệt. Tập tiếp theo sẽ ra mắt đó chính là Vokigia, anh là trong sự kiện điều ước kỳ diệu.